chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem là có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh, mọi người có thể xem video trực tiếp. Mình làm một kênh YouTube là kênh gốm sứ Bát Tràng, với mong muốn là giúp cho tất cả mọi người chúng ta có thể biết đến những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng và cũng như là hiểu rõ về những sản phẩm đó. Mọi người có thể lên trên kênh tham khảo hàng nghìn những sản phẩm mình đã làm thành video chi tiết và liên tục cập nhật lên trên kênh để cho chúng ta có thể xem được những cái sản phẩm mới nhất của Bát Tràng. Và sau khi mà xem xong những video của mình, nếu thấy video của mình hay và ý nghĩa, cũng rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào. Mọi người có thể tìm dễ dàng hơn những cái video mà mọi người có thể là muốn quan tâm. Bởi vì khi mà lên trên kênh này thì có rất nhiều video với các loại sản phẩm khác nhau. Thì mọi người hãy vào cái mục danh sách phát. Vào mục danh sách phát này, mọi người nhấn vào mục danh sách phát thì sẽ hiện ra rất nhiều cái mục về từng dòng sản phẩm một. Đấy, mọi người có thể lên trên đây và vào từng mục để xem sản phẩm. Như vậy nó sẽ không bị loạn sản phẩm nếu như mọi người xem ở trên trang chủ. Đấy, các bạn có thể xem ở trên cái mục danh sách phát này, vào trực tiếp cái mục này để kiểm tra từng cái dòng sản phẩm mà mọi người có thể quan tâm.